Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio lại lên sóng để giới thiệu đến anh em một cái cặp loa đến từ Anh Quốc. Một cặp loa của hãng Monitor Audio, một cái hãng loa rất là nổi tiếng về những cái dòng loa Buxell và cây cột. Hiện tại cặp loa này là hàng bãi về anh em nhé. Đẹp xuất sắc, đẹp như chưa có một cái vết xước gì hết. Và cái cặp loa này sở hữu là bát 17 và chép là chép gold anh em nhá, titanium gold, một cái dòng chép mà rất là đặc trưng của cái hãng Monitor, đấy là cái chép gold. Ở một trong những cái số loa cao cấp thì người ta thường lắp cái chép này, và đặc biệt là cặp loa này còn zin và đẹp nguyên bản, đẹp như mới anh em nhá. Và cặp loa này em bán với giá là 7,2 triệu. Chất âm rất là hay luôn để anh em chơi. Chơi những cái dòng nhạc Tây, nhạc vàng, rồi là nhạc trữ tình hay là bolero cũng đều hay nhá. Và đặc biệt là cái dòng acoustic, nhạc da các kiểu rất là hay. Và sau đây em sẽ test một đoạn chất âm để anh em đánh giá nhá. Giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm nỗi yêu cặp
loa này là em bán với giá là 7,2 triệu anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé. Đây, quay cận cảnh anh em xem. Em để đây thì nó hơi bụi bặm. Đấy. Cặp loa thì vuông thành sát cạnh và rất là đẹp. Màu đen thì nó hơi khó quay một tí. Đấy. Rất là đẹp anh em nhé. Và chép của nó là chép gold đây. Là chép titanium gold. Đấy. Và bát của nó là màng này là như kiểu là màng giấy mà người ta tẩm một lớp cao su ấy. Màng giấy mà tẩm cao su ấy. Và đây là gân cao su. Gân này là gân cao su anh em nhé. Đấy, cặp loa rất là đẹp luôn và tiếng rất là hay. Cái dòng monitor thì anh em biết rồi. Đây là có mấy cái ốc này không hiểu sao cứ mấy cái ốc này hầu như là cái ốc nào cũng dỉ. Giống như kiểu là nó lắp vào từ thì nó hay bị dỉ như này á. Nhưng mà những cái bất cứ cái dòng loa nào cũng thế. Em thấy những cái ốc này này hầu như cái nào cũng bị dỉ, mà ốc ngoài này thì không bị dỉ. Hầu như những cái ốc lắp vào chỗ khoanh này là hầu như là bị dỉ. Còn là loa rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Loa rất là đẹp luôn. Loa này thì đánh một cầu anh em nhé. Chép titanium, chép gold. Rất là đẹp luôn, tiếng hay. Anh em nào có nhu cầu liên hệ em. Xin cảm ơn tất cả anh em.